Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ReviewS. Và với video này mình sẽ gửi tới các bạn một tính năng mới của Google, đó chính là tính năng thông dịch viên. Nghe nó hoành tráng đúng không? Vậy tính năng này nó như thế nào? Dịch tôi yêu bạn sang tiếng Anh. I love you. Dịch chúc em ngủ ngon sang tiếng Nhật. Oyasuminasai. Xịn xò chưa? Bắt đầu video để tìm hiểu cách bật tính năng này ở trên Google Assistant, hay gọi là trợ lý Google của chúng ta nhá. Bắt đầu nào. Và để dùng được thì các bạn sẽ cần cái ứng dụng trợ lý ở trên điện thoại của mình. Ứng dụng này thì sẽ có hình ba dấu tròn như các bạn thấy điện thoại của mình ở đây. Sau khi cài xong thì bạn sẽ nhấn vào phần trợ lý. Lưu ý phải bật tiếng Việt ở trên nhá. Nếu bạn mà chưa bật tiếng Việt trong phần trợ lý thì bạn sẽ không dùng được. Đến đây rồi các bạn cần làm gì? Các bạn nhấn cho mình vào hình cái la bàn ở bên góc phải. Đó. Ở trong phần khám phá các bạn nhấn vào đây và gõ cho mình chữ bản dịch. Đây mình gõ sẵn rồi này. Ấn vào bản dịch xong thì bạn nhấn mình vào icon chữ A của chúng ta ở bên cạnh. Lúc này bạn nhấn cho mình phần dùng thử. Sân bay trong tiếng Tây Ban Nha là gì? Ây, mình cho bạn nghe lại nhé. Aeropuerto. Hay phết đúng không? Tuy nhiên là khi quay màn hình thì mình sẽ không thể nào nói được. Nó sẽ ghi ngay này. Không thể truy cập Google vào lúc này. Tức là nó không cho phần mic của mình vào. Vậy bây giờ mình tắt phần quay màn hình đi nhá. Sau đó mình sẽ cùng các bạn nói tiếp về những cái thứ hay ho hơn trong phần dịch này. Ở trong phần dịch thì các bạn sẽ có những công thức và những cú pháp như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ có cái là sân bay trong tiếng Tây Ban Nha là gì? Bạn có thể hỏi những câu tương tự như vậy. Bây giờ mình sẽ hỏi thử nhá. Khách sạn trong tiếng Anh là gì? Hotel. Đó, như vậy là hotel đúng không? Cách dịch thứ hai đó chính là dùng cái cụm từ là dịch cụm từ của bạn sang từ tiếng bạn cần. Ví dụ luôn. Dịch bao cao su sang tiếng Nhật. Condom. Đấy, thế mà trước khi mà có cái ba con sói này thì phải có cái gì? Phải có tình yêu đúng không? Dịch tình yêu sang tiếng Nhật. Đáp. Bây giờ thử dịch tiếng Hàn Quốc đi. Dịch tình yêu sang tiếng Hàn Quốc. Sarang. Tiếng con trai nói là thôi nhá. Thế còn anh yêu em thì sao ta? Dịch anh yêu em sang tiếng Hàn Quốc. Theo trung tâm tiếng. Uầy, cái này lại không có này, anh yêu em không có. Tôi yêu bạn thử nhá. Dịch tôi yêu bạn sang tiếng Hàn Quốc. Sarang hae. Ôi, sarang hae luôn. Như vậy là một số những cái câu cứu pháp nó cũng chưa sự ổn lắm. Các bạn sẽ cần phải dùng đúng các cái đại từ. Mặc dù phần mềm dịch được nhá, nhưng đôi khi nó vẫn bị lệch. Ví dụ bây giờ dịch thử tôi yêu bạn sang tiếng Anh thì chắc chắn là I love you. Nhưng mà dịch anh yêu em thì chưa chắc. Đây dịch thử luôn. Dịch anh yêu em sang tiếng Anh. Sau đây là một kết quả. Đó, các bạn thấy không? Này, dịch tôi yêu bạn sang tiếng Anh. I love you. Đó, I love you ngay, chuẩn luôn. Thế còn tiếng Nhật là gì nhỉ? Thôi để cho anh em tự dịch nhá. Chúng ta cùng nhau nghĩ ra một thế nào. Bây giờ mình dùng thử một cấu trúc câu kiểu nó dài hơn, nó khó hơn đi. Ví dụ như là làm việc chăm chỉ thì không bằng làm việc thông minh. Mình sẽ dịch thử câu đó. Dịch làm việc chăm chỉ không bằng làm việc thông minh sang tiếng Anh. Lệnh tìm kiếm cho ra kết quả sau đây. Dài quá và phần mềm không dịch được. Dịch một câu ngắn hơn. Dịch bạn rất thông minh sang tiếng Nga. Sau đây là kết quả tìm kiếm hàng ngày. Wow, không dịch được luôn, thử tiếng Anh nốt nhé. Dịch bạn rất thông minh sang tiếng Anh. You are very intelligent. Ok, tiếng Anh lại dịch được câu này. Như vậy có thể nói thời gian đầu thì cái tính năng thông dịch của chúng ta ấy, nó sẽ còn rất là nhiều thứ nó chưa được hoàn thiện. Vì vậy chỉ dùng được những cái câu, cái cú pháp mà nó rõ ràng, cũng như là một số thứ tiếng như kiểu tiếng Anh hỗ trợ khá là tốt. Còn tiếng Nhật Bản thì các bạn có thể dịch để được nghe những cái tiếng cô gái Nhật ấy nói nó dễ chịu, nhưng mà chắc là không có cái thứ tiếng các bạn thích nghe đâu. Cái gì nhỉ? Kumochi, kimochi không có đâu nhá. Nó chỉ có những cái câu cú pháp rất là bình thường thôi. Và chúc anh em có những trải nghiệm mới với thông dịch đến từ Google. Nếu như các bạn thấy hữu ích thì các bạn đừng quên một like và một sub cho kênh của ReviewS. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.